Các cách để hỏi tuổi trong tiếng Trung bạn đã biết hết chưa? Ní chỉ xuệ, ní chỉ xuệ, hỏi trẻ em nhỏ 10 tuổi. Ní tua ta, ní tua ta, hoặc ní tua ta là bạn bao nhiêu tuổi, hỏi người ngang hàng với mình. Ní tua ta nhén chỉ, hoặc ní tua ta nhén chỉ, hỏi người ngang hàng hoặc lớn tuổi hơn mình một cách lịch sự. Nín chín nén quẩy công, nín chín nén quẩy công, hỏi người lớn tuổi hơn mình thường là các ông các bà. Nǐ shì nǎ nián chú sông, nǐ shì nǎ nián chú sông, hỏi người ngang hàng với mình, bạn sinh năm nào. Phương tiện đầu hoa có thể hỏi một chút nǐ de niān líng má. Phương tiện đầu hoa có thể hỏi một chút nǐ de niān líng má. Có tiện cho tôi hỏi tuổi của bạn không? Thường để hỏi người ngang hàng với mình một cách lịch sự. 请问您芳龄几许? Xin hỏi em, chị đã mấy xuân xanh? Hỏi nữ giới và một cách văn hoa. Follow mình để cùng học tiếng Trung nhé!